Quân xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của Quân nha. Thì rất lâu rồi bên Quân chưa giới thiệu lại đến cho tất cả anh em cái sản phẩm bay bên Quân đang bán nha. Thì Quân cũng sợ anh em tưởng bên Quân không bán dòng bay này nữa, nhưng mà cũng lâu rồi cũng giới thiệu lại cho anh em để anh em nhớ đến dòng bay này của Quân nha. Bên Quân thì bán tất cả các dòng bay đắp các hoa văn phù điêu cũng như là bay xe tô ren liên khối. Đây, đây là cặp bay xe tô ren liên khối nha, được ren thủ công rất là đẹp luôn. Đây là bay 8 phân này. Đây là bay 9 phân, được làm bằng nhíp xé nha, 100% bằng nhíp xé luôn. Cái này thì bay này thì ưu điểm của nó là nó không có cái chốt ở đây. Nó không tản chốt, nó ren một khối thế này. Nên em vệ sinh nó khi anh em làm xong vệ sinh nó rất là dễ nhá. Đó, phía sau này cũng vậy luôn. Đó, không có chốt. Và cái điểm nhận dạng của cái dòng bay Huế này á, là nó là được ren liên khối thế này này. Càng là càng tre, khâu thì khâu inox nhá. Và cái dòng bay xe tố này bên Quân á, cái dòng bay này mắc tiền, thành ra bên Quân bán ra là có bảo hành nhá. Anh em mua về làm chặt gạch này kia, nếu có sụt cán hoặc là mẹ ở đây mẹ ở lưỡi này kia thì bên Quân có bảo hành nhá. Anh em mua hàng thì phải nhìn thấy người giới thiệu trong bay này đó, thì Quân thì đó mới mua. Thì để tránh những cái trường hợp là anh em mua không đúng sản phẩm chất lượng nhá. Thì bây giờ Quân sẽ đo cái sản phẩm này, Quân sẽ đo cái kích thước sản phẩm này cũng như là test chặt gạch cho anh em xem luôn nhá. Đầu tiên là cái bay nhỏ, bay 8 phân. Bay này nó có biên ngang của nó là sẽ đúng 8 phân nhá. Kích thước thì nó đôi lúc có chênh lệch 1 2 ly nha anh em, vì cái này ren thủ công thành ra không được là 100% được. Đó. Nó dài 16 phân rưỡi này. Nó dài đúng 16 phân rưỡi nhá. Cán này nó dài 18 phân. Đó, cán này dài 18 phân. Bay thì ren liên khối cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây. Tiếp theo cũng sẽ đo cái bay 9 phân này cho anh em xem này. Bay này có biên ngang nó là sẽ là 9 phân hoặc là non 9 phân 1 ly nhá. Nó cũng mới bảo rồi nó không được chuẩn 100% được. Nó đôi lúc có cái 9 phân 1, có cái 9 phân và có cái 8 phân 9. Nó dài thì 18 phân nhá anh em. 18 phân. Bay này thì cái cảng nó cũng là sẽ dài 10 17 18 phân luôn nhá. Đó. Cái điểm nhận dạng bay Huế thì bay thì bay ren liên khối nha, cản thì cản tre khâu inox nha anh em. Đó, cực kỳ đẹp luôn anh em nhìn cái bay này. Thì đây là cái dòng bay mắc tiền, thành ra họ người ta ren rất là đẹp và tỉ mỉ nha. Bây giờ Quân sẽ test chặt gạch trên cái dòng bay 9 phân này cũng cho anh em xem nha. Thì ở đây Quân chuẩn bị sẵn một viên gạch ống 6 lỗ nha. Đây là viên gạch cực kỳ chắc chắn luôn này. Đó, gạch ống 6 lỗ này đồng với cái bay Quân vừa giới thiệu nhá, chứ Quân không có đổi cái bay khác nhá. Đây nha anh em, thì Quân vừa chặt xong một viên gạch thì nói chung nó không bề được theo đúng như ý của Quân, nhưng mà cái bay này nó khi Quân chặt xong này anh em nhìn này, nó không có dấu mẹ hay có gì hết nha. Đây nha. Đó. Gạch này là gạch chắc chắn nha, chứ không phải là gạch dồm đâu nha. Đây, bay cực kỳ đẹp luôn. Thì hiện tại bên Quân bán ra bay xe tô này cũng như là bay ren liên khối á, nó có bảng rộng từ 1 phân đến 9 phân luôn nhá. 1 đến 7 là bay nhỏ và bay đắp các hoa văn phù điêu, còn bay 8 với 9 này là bay để anh em dùng xe tối nhá. Anh em đặt hàng bay này thì liên hệ với Quân qua hai số điện thoại thôi nhá. Mình cũng chỉ bán với hai số điện thoại là 0376743313 và 0399131543 thôi nhá. Anh em có thể liên hệ Quân qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp cũng được nhá.